Như vậy, mã độc WannaCry đã tấn công khoảng 800 máy tính tại Việt Nam tính đến sáng nay, ngày 16 tháng 5. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức đã có công văn khẩn, trong đó yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp phòng chống và khắc phục sự cố do mã độc gây ra. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hà Nội và Đà Nẵng hiện đang là điểm nóng bị WannaCry tấn công. Trong sáng nay, công văn khẩn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến ký đã gửi đến các cơ quan đơn vị. Trong đó yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam ở phía Nam cập nhật tình hình, mức độ lan truyền và phòng ngừa mã độc. Từ đó hướng dẫn các sở ngành xử lý, thường xuyên cập nhật bản vá lỗi của hệ điều hành máy chủ, sao lưu định kỳ dữ liệu quan trọng của đơn vị để kịp thời phục hồi khi thất thoát. Giám đốc công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung được yêu cầu triển khai biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn thông tin cho trung tâm dữ liệu thành phố. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh được xác định có khoảng 200 máy tính bị tấn công trong tổng số 800 máy tính cả nước bị mã độc xâm nhập. Các tỉnh thành khác ghi nhận không đáng kể. Một bệnh viện thuộc thành phố Cần Thơ được cho là cũng bị ảnh hưởng bởi mã độc này.